chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ thế giới hoàn mỹ nhé. Phá giới phù to bằng lòng bàn tay xuyên qua hư không với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ngắn mùi thạch hảo cũng không biết đã bay được bao xa. Cuối cùng phù này mở dần, phóng ra ánh lửa đốt cháy hư không tạo thành một cánh cửa đưa hắn ra ngoài. Thạch hảo cảm thán, loại bí bảo hy thế này quả nhiên không bình thường, chính xác như vậy, trong nháy mắt tiêu hao hết thần năng cuối cùng lại nối liền với bên ngoài tạo thành một con đường an toàn. Thạch hạo rơi xuống, Đất đá bắn lên, lực xung kích quá lớn tạo thành một cái hố sâu, hắn đứng dậy quan sát xung quanh. Cỏ dại cao qua eo, vô cùng hoang vu, đây là một mảnh đại thảo nguyên, bao la bát ngát, Thạch Hạo không biết đang ở phương nào, cách Thiên Châu bao xa. Gió thổi tới, tất cả cây cỏ đều đang lay động phát ra tiếng xào xạc xà kèm theo mùi đất và cỏ cây. Thạch Hạo bay lên, thân thể có máu tràn ra, hắn không khỏi nhíu mày, ở bên trong hắc lao bị chân thần lấy pháp kiếm xuyên thùng thân thể nên đã bị thương nặng, tuy rằng đã ăn bảo dược của không tức tộc, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn thiên nhân tộc, hắn khẽ nói, ánh mắt lạnh lẽo, lần này, lại gặp phải kiếp nạn như vậy, bảo vệ vân hy mấy chục vạn giảm, có ân với thiên nhân tộc, kết quả lại rơi vào một kết cục như vậy, bị người giam cầm, làm nhục. Hắn nghĩ lại, có đại tộc vì một loại truyền thừa vô thượng thì đừng nói là lương tâm, e là chuyện dối trá và tàn bạo hơn cũng có thể thản nhiên mà làm. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau này dù như thế nào, đều không để chính mình rơi vào trong tuyệt cảnh. Thực lực mới là căn bản, hắn nhẹ nhàng thở dài. Ta nếu thành đế, chắc chắn sẽ lại đến, dù là hoàng tộc, đế tộc cũng phải diệt. Thạch Hạo tự nói, lúc rời khỏi thiên nhân tộc thì hắn cũng không thể thốt hay nói bất kỳ lời nào, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm. Bởi vì, có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một lần hành động chân chính. Mà quỷ viên, minh thổ, thiên quốc, ta sẽ đến từng chỗ một, viết nên khúc ca bằng máu và lửa. Đây cũng chẳng phải lời thề của hắn mà chỉ là chuyện cần làm trong tương lai, Thạch Hạo nhìn về hướng trời xa nói nhỏ, lúc rời đi, mấy đại giáo chủ còn muốn ra tay bắt giết hắn, Vài bóng người lạnh lùng vô tình vẫn còn hiện lên ở trước mắt. Phía cuối đường chân trời cũng có dãy núi biểu thị đây cũng không phải là Đại Thảo Nguyên thuần túy. Thạch Hạo đứng ở giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phun ra một ít vết máu, ở thiên nhân tộc bị thương rất nặng, trên người có mười mấy cái lỗ máu. Tiếp nạn lần này khiến hắn cảm thấy mình bị áp bức và lang nhục. Ta muốn quật khởi, tăng lên thực lực của mình, dù chỉ là một người cũng có một ngày trở thành đế tộc. Hắn đáp xuống đất, dọc theo Đại Thảo Nguyên đi về phía trước. Cỏ dại um tùm vùng đất này rộng mênh mông hắn triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn một đường đi về phía trước hắn muốn tìm đến nơi có người ở để hiểu rõ hiện nay đang ở nơi nào trên đường đi thạch hạo lần thứ hai phun máu thì không khỏi to mày cảm giác cần phải tìm một chỗ trị thương đây là lần đầu tiên không chiến mà lại bị thương nặng đột nhiên hắn dừng lại vì nghe được tiếng sấm vang đặc biệt nặng nề sau đó mặt đất nổ vang run dày dữ dội kèm theo tiếng rít như thác lũ rất nhanh hắn nhìn thấy một dòng lũ đen ngòm vào tới tốc độ cực nhanh chấn động mảnh đại thảo nguyên này là kỵ binh, thạch hảo thất kinh, đó là một nhóm kỵ sĩ thiết giáp đều ăn mặc áo giáp màu đen, ngang dọc trên đại thảo nguyên, phóng đến rất nhanh, nhìn từ xa tựa như một dòng lũ màu đen tràn qua mặt đất. Cách nhau rất xa, vô tận sát khí cũng đã tràn ngập lại đây, tựa như giá rét trời đông giáng xuống. Trong mắt thạch hảo bắn ra tia điện, tỉ mỉ quan sát, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, những tòa kỵ này đều rất bất phàm, tất cả đều là cùng loại hung thú cự lang. Mỗi một con sói đều đen kịt như mực, to như voi, đồng thời lớp phải lạnh lẽo lấp lóe ánh đen bao phủ, chúng nó chạy còn nhanh hơn cả gió thổi. Quái vật to lớn như vậy lại có tới mấy ngàn con, thành đàn mà đến tự nhiên giống như dòng lũ đen ngòm. Tất cả kỵ sĩ đều cầm các loại thiên mâu, chiến mâu, chỉ về trước, sát khí tràn ngập. Cùng lúc đó Thạch Hạo nghe được trên mặt đất sau lưng cũng truyền đến tiếng vang, âm thanh gót sắt điếc tai, dẫm nát cỏ dại cao bằng nửa người. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy một dòng lũ đỏ thấm, sát khí nặng hơn, cũng là một nhóm kỵ binh, nhưng thú cưỡi không giống, là một đám hung sư màu đỏ bờm của đám sư tử này đỏ đậm, dài đến 2, 3 mét, đón gió mà bay tựa như ngọn lửa đỏ thẫm đang cháy hừng hực. Đây là một đám hung thú vô cùng hung ác, một một con đều to như một ngọn núi nhỏ, mấy ngàn con cùng chạy và điên cuồng gào thét dẫm cho đại thảo nguyên rung động dữ dội. Trên người hung sư đều có chiến sĩ mặc giáp trụ đỏ thấm ngồi thẳng, nâng lên binh khí màu máu đáng sợ, bùng phát chiến khí giết tới. Giờ phút này, yên tĩnh sớm bị đánh vỡ, sư tử màu đỏ và cự lang màu đen cùng xông vào nhau, chiến đấu đẫm máu. Thạch Hạo ngạc nhiên, vừa mới đi tới đại thảo nguyên này liền thấy được một trận đại chiến ngoài dự liệu, cũng may hắn tin tưởng trận chiến này không liên quan đến hắn. Hắn hóa thành một cái bóng mờ đi ngang qua đại thảo nguyên, né qua kỵ binh hai bên, ở phía xa lẳng lặng quan chiến. Giết, tiếng kêu, giết, vang trời, kèm theo tiếng sư tử gầm cùng tiếng sói chu, chấn động toàn bộ đại thảo nguyên, hai bên vừa tiếp xúc, máu tươi lập tức vọt lên. Cuộc chiến đấu này vô cùng kịch liệt, sư trào to lớn xoay tròn mang theo sức mạnh phá núi xe rách mặt đất, mà sói đen có vảy chi chít, đồng dạng cực kỳ hung ác điên cuồng. Có hung sư xé ra một con cự lang, máu tươi phụt lên mười mấy mét. Sói chu điếc tai, một con cự lang màu đen há mồm phun ra một vệt đao ánh sáng xuyên thủng thần quang bảo vệ của một con sư tử rồi chém nó thành hai nửa. Đạo trích hắc lang, các ngươi nạp mạng đi. Mấy ngàn tu sĩ trên lưng sư tử đỏ hét lớn, đồng thời vung lên binh khí, phù văn bắn ra, chém về phía trước. Bọn giặc huyết sư, các ngươi là đồ chết tiệt. Kỵ sĩ hắc lang cũng đều đang gầm thét, giơ lên các loại trường mâu, bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng đen đâm hướng đối thủ. Cuộc chiến này rất khốc liệt, thỉnh thoảng có người rơi xuống khỏi cự thú, bị chém đầu, bị đâm thủng ngực, máu nhuộm đỏ đại thảo nguyên. Còn có rất nhiều người bay lên trời chiến đấu, lấy ra bảo cụ, triển khai thần thông, kịch liệt chém giết. Cũng có rất nhiều huyết sư và cự lang màu đen vọt lên trời cao, chờ chủ nhân đại chiến, rất nguyên thủy cũng rất máu tanh và dã man, hai bên đều chém giết rất hung hãn. Thạch Hạo kinh dị, đây rõ ràng chỉ là trộm cướp, đều là hạng người không lương thiện gì, vậy mà cả hai bên đều có cao thủ thần hòa cảnh, thậm chí còn có hai chân thần chém giết lẫn nhau. Thật lợi hại, đây là địa phương nào? Thạch Hạo không rõ, chỉ là hai phe giặc cò cùng thủ vì vậy mà đều hung tàn và mạnh mẽ như thế, thật không biết mình đã đến nơi nào. Không lâu sau, hai bên lưu lại sáu, bảy trăm thi thể, có cửa thú cũng có tu sĩ, máu nhuộm đỏ cả thảo nguyên này. Hỗn độn diễm chỉ là truyền thuyết cổ đại, các ngươi lại chỉ nghe lời đồn mà lại tin chúng ta thật sự phát hiện, rồi tập kích huyết sư đoàn chúng ta, vậy thì chờ bị trả thù đi. Khu vực này từ lâu vẫn có truyền thuyết về hỗn độn diễm, rõ ràng cao thủ Hắc Lang tộc chúng ta bất ngờ phát hiện được manh mối, lại bị tộc người sát hại cướp đi, đương nhiên phải cho chúng ta một lời giải thích. Hai bên chém giết, đại chiến dữ dội, giữa bầu trời các loại bảo cụ bay vèo vèo, chằng chịt, đầu đầu cũng có bóng người, còn có các loại sư tử to lớn, sói đen, tất cả đều có thể bay, phát ra bảo thuật. Thỉnh thoảng có binh khí bị gãy và máu tươi tỏa ra, càng có một ít thi thể to lớn rơi xuống, đập trên thảo nguyên. Trong lòng Thạch Hạo chấn động hắn ở xa nghe được rõ ràng, dĩ nhiên là hỗn độn diễm. Đây là thứ trong truyền thuyết, chẳng lẽ trên đời này thật sự còn có ngọn lửa sao? Bất kỳ sinh linh nào muốn tiến vào thần hòa cảnh đều cần, nhen nhóm thần hỏa, chỉ cái tên của cảnh giới này thôi cũng đã nói lên tất cả. Có người mượn nhờ thần hỏa đan, có người dựa vào sức mạnh bản thân, còn có người sẽ tìm những ngọn lửa thần bí nhất trên thế gian này để gột rửa bản thân, tôi luyện thân thể cùng thần hồn, càng bá đạo hiệu quả càng cao. Như các loại trong thần hỏa, ngũ sắc thiên hỏa, đều là kỳ vật xếp hạng hàng đầu mà các loại địa ngục hỏa, thiên đường hỏa càng là vang dội xưa nay, nếu chiếm được thì sự tiến hóa có thể được hoàn mỹ nhất, xây dựng nên đạo cơ mạnh mẽ, một bước lên trời, sức chiến đấu người cung cấp không thể so sánh được, nhưng đáng tiếc xưa nay không có mấy người tìm được. Như hỗn độn diễm vẫn chỉ là truyền thuyết, đương nhiên cũng có người tin tưởng người cổ đại đã từng chiếm được nhưng đều bị tiêu chết không cách nào lấy nó chốc cơ được. Hỏa diễm khác nhau, thực lực tu sĩ nhen nhóm thần hỏa cũng rất khác nhau, bởi vậy bất kỳ cường giả nào muốn tiến vào thần hỏa cảnh đều vô cùng cẩn thận, không dám dễ dàng phá vào bởi vì chuyện này liên quan đến thành tựu tương lai của một người, tầm ảnh hưởng rất lớn, đồng dạng ở thần hòa cảnh, thần hòa khác nhau thì thực lực khả năng chính là khác biệt một trời một vực, tranh lệch to lớn. Đây là địa phương nào, sao lại có manh mối của hỗn độn diễm? Thạch Hảo khá giật mình, đồng thời tim đập thình thịch, trước mắt hắn đang ở tôn giả cảnh, tiếp theo liền muốn cân nhắc nhen nhóm thần hỏa. Hỗn độn diễm có sức mê hoặc quá lớn, tuy rằng từ xưa đến nay đều chỉ là truyền thuyết, không chắc là có thật, đồng thời mặc dù có những người nghe nói từng chiếm được hỗn độn diễm, nhưng đều là tự thiêu chính mình, không một ai thành công lấy nó xây dựng đạo cơ dưới thần đạo, vậy mà cũng khiến bất kỳ người nào sau khi nghe tin thì tâm tình đều rung động. Đại chiến phía xa đã kết thúc, hai tên chân thần lưỡng bại câu thương, hai nhóm giặc cò cũng rút đi lưu lại một đám thi thể lớn. Huyết sư to lớn, cự lang màu đen như ngọn núi nhỏ, đặt chung một chỗ, máu tươi đầm đìa, ngoài ra còn có các loại cao thủ và hơn 2000 kỵ binh cùng mất mạng ở nơi này. Thạch Hạo đi tới, tỉ mỉ cảm ứng, quả nhiên phát hiện vài tên kỵ sĩ tuy bị trọng thương nhưng vẫn còn chưa tắt thở hắn triển khai bí pháp kéo dài tính mạng của một người dò hỏi chuyện mình muốn biết. Kết quả những giặc cò này đều rất hung tàn, căn bản không phối hợp thậm chí còn muốn đánh thương hắn. Thạch Hạo không thể không vận dụng thần thông, quấy nhiễu tâm thần của bọn họ, khiến bọn họ như tượng gỗ hỏi gì đáp nấy. Đây là địa phương nào? Hỏa Châu, tuy gọi là Hỏa Châu thế nhưng căn bản không nhìn thấy ngọn lửa nào, chỉ có đại thảo nguyên minh mông khiến Thạch Hạo kinh ngạc, không lâu sau hắn đã hiểu được vì sao châu này lại lấy tên là Hỏa Châu. Cách Thiên Châu bao xa? Không biết, chưa từng nghe tới thiên châu thông qua đáp án này thạch hạo có thể xác định bây giờ tối thiểu cũng đã ngang qua mấy chục tới gần trăm châu nếu không một tên tôn giả không thể không biết nơi này giáp với châu nào giáp với thiên tiên châu côn châu sắc mặt thạch hạo lộ ra khác thường thiên tiên châu có học viện thiên tiên vô cùng nổi tiếng phượng vũ từng chiến đấu với hắn ở trên đàn đồng tước hình như là ở nơi đó sau đó hỏi đến vấn đề mà hắn quan tâm nhất các ngươi có manh mối về hỗn độn diễm một hồi dò hỏi hắn cũng biết được một ít tình huống Cuối cùng Thạch Hạo lại hỏi rất nhiều vấn đề khác, có hiểu biết nhất định đối với nơi này, Hỏa Châu rất loạn, giặc cò khắp nơi, trộm cướp hoành hành, thế lực phân bố rắc rối phức tạp. Ở nơi này, sản sinh ra các loại thần liệu hi hữu, trên thảo nguyên đủ loại thần quáng, các thế lực lớn đều có quân chú đóng chỉ để thu được thiên tài địa bảo quý báu nhất. Thậm chí nghe nói nơi này còn có tiên kim được chôn trong một tòa cổ quáng thần bí trong truyền thuyết. Nơi này là thiên đường của người mạo hiểm, là sao huyệt của trộm cướp, cũng là nơi tí luyện của thiên tài các học viện lớn, là chiến trường của kiệt xuất trẻ tuổi các đại tộc đỉnh cấp, vô cùng náo nhiệt. Vùng đất tranh đấu giữa các tộc, tương đối thích hợp với ta. Thạch hảo tự nói, bỗng nhiên từng tia lửa màu xanh lam đột ngột từ lòng đất bốc lên, lấp lóe ánh sáng âm u, nóng rực mà quỷ dị, đốt sạch một mảnh thi thể. Con người Thạch hảo co rút lại, cuối cùng cũng rõ vì sao nơi này lại có tên là Hỏa Châu. Ngay cả ngày thường trong lòng đất thỉnh thoảng lại có ngọn lửa kỳ dị bốc lên, thường có quan hệ với sinh linh đã chết và các loại thần liệu được khai quật, mang theo khí thức thần bí tất nhiên cũng không hoàn toàn như vậy, sẽ có các loại tình huống không tên xảy ra, thậm chí có cả chuyện thần linh đang sống sót tự bốc cháy. Thật sự là lạ lùng, Thạch Hảo thử chạm vào thế nhưng ngọn lửa lại vòng sang hai bên thân thể hắn, sau khi đốt sạch thi thể thì thu lại rồi biến mất trong lòng đất. Hắn vốn còn muốn tìm chỗ bế quan chữa trị vết thương trên người, nhưng bây giờ lại cảm thấy không ổn, cần tìm được nơi có người ở, dân gốc ở đây hẳn là biết rõ khu vực nào là an toàn. Thạch Hạo dựa vào tin tức đạt được từ bọn giặc cỏ sắp chết lúc nãy đi về phía đông, hướng về một tòa thành trì nổi danh trên đại thảo nguyên này. Trên đường đi hắn nhìn thấy một nơi không có ngọn cỏ nào, là một mỏ quặng bị vứt bỏ, đã từng sản xuất thần liệu nhưng sớm bị đại giáo đào sạch. Ngày tiểu huynh đệ, người cũng một mình đi đãi vàng sao, như vậy rất nguy hiểm. Một ông già xuất hiện trên đại thảo nguyên nói, tu vi hẳn là rất thâm hậu. Hỏa châu là nơi sản xuất rất nhiều loại kim loại thần tính, vì vậy có rất nhiều tán tu tìm đến, được gọi là người đãi vàng. Thạch hạo vì an toàn đã sớm điều chỉnh tu vi bản thân về liệt trận cảnh, không muốn khiến người ta chú ý, hắn nở nụ cười, hướng về ông già hỏi xem phù phong thành có còn xa lắm không. Ông lão rất nhiệt tình chỉ cho hắn rồi nói, nơi này trộm cướp thành tai họa, còn có các loại tranh đoạt hầm mò giữa các đại giáo, vô cùng rối loạn và nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Cảm tạ cụ, không cần đưa đường, tự con có thể đi tới đó. Thạch hạo nói, ông lão rất nhiệt tình, mỉm cười nói, không sao, ta không có chuyện gì làm, đúng lúc cũng muốn dạo một vòng. Không lâu sau, một dãy núi vắt ngàn trên thảo nguyên, từ trên đó có một bóng người nhanh chóng lao xuống chặn hai người lại lão mặc hôm nay hiệu suất không cao nhen mới đưa tới hai tên nô lệ à hiện tại các mỏ quảng lớn cần người gấp càng nhiều càng tốt người kia mở miệng nói thạch hạo ngạc nhiên quay đầu nhìn về ông lão đây là kẻ buôn người sao thần sắc hắn lạnh lẽo tất cả thiện cảm nháy mắt đều biến mất không còn tiểu hiểu một mình ngươi đi lại trên thảo nguyên sẽ rất nguy hiểm không cẩn thận một chút sẽ bị thiên lang ăn bị giặc cỏ chém giết, không cần đi đãi vàng ta đã tìm cho ngươi một việc làm không tệ rồi. Lão già cười híp mắt, đang khi nói chuyện, hắn đã từ trong tay người đối diện nhận lấy thù lao là một khối thần liệu dài bằng ngón tay cái, phất phất tay liền muốn rời đi. Lão già hách dịch, thạch hạo xoay người ép về phía hắn, quay lại, người phía sau quát lên, quất tới một roi mang theo ánh lửa, vậy mà lại là pháp khí cấp thần hóa thành một con dao long quấn về thạch hạo. Thực lực của hắn không cao lắm, cũng chỉ là tôn giả cảnh nhưng binh khí hắn sử dụng lại rất lợi hại, hiển nhiên là binh khí thường dùng để chấn áp nô lệ được đưa tới hàng ngày. Thạch Hạo vận dụng thần thông xúc địa thành thốn biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng người nọ, nắm lấy cổ hắn, rắc, bẻ gãy cổ và đoạt lấy chiếc roi cấp thần kia. Sau đó, một tiếng bộp, Thạch Hạo vọt lui, phóng ra một luồng thần hỏa, đánh về phía lão già kia. Ồ, có chút thực lực, hôm nay nhìn nhầm rồi, là cao thủ tôn giả cảnh. Lão già buôn nô lệ kinh ngạc, thân thể vọt lên hỏa diễm giết về phía Thạch Hạo. Cùng lúc đó hắn hướng về phía trên dãy núi hô, Hắc ưng còn không mau xuống đây, có chút vấn đề, hôm nay đưa cho ngươi một nô lệ không tồi đâu. Một bóng người lao xuống, thân thể là hình người nhưng sau lưng lại có hai cánh chụp về phía Thạch Hảo, đây là một con đại bàng đen thành tinh. Thạch Hảo tản ra thần niệm, phát hiện nơi đây chỉ có hai người này là mạnh nhất, đều là thần hòa cảnh, những người khác không đáng để lo. Hắn nhanh chóng ra tay, thân thể phát sáng, bí lực không tên xuất hiện, lúc hai đại cường giả tấn công hắn thì tất cả pháp lực đều tan biến, hoàn toàn miễn dịch. Hắc ưng kinh sợ, hắn giật mình phát hiện, mình bị một quyền xuyên qua lồng ngực, thân thể của thiếu niên này so với hắn còn đáng sợ hơn, đã giết chết hắn. Ngươi, làm sao có thể miễn dịch pháp lực, lão già buôn nô lệ kia biến sắc, nhanh chóng rút lui muốn chạy trốn. Thạch hạo một cước quét ngang, như long xà vẫy đuôi, đá ông ta bay lên, thân thể nứt ra, máu tươi tung tóe. Một phút sau thạch hạo rời khỏi đây, đoạt được một chút thần liệu không tệ là lam linh kim, sau đó quăng một cây đúc thiêu rụi nơi đây. Sau nửa canh giờ, một tòa thành trì to lớn hiện ra trong tầm mắt, Thạch Hạo đã đến gần Phù Phong Thành, đi tới nơi có người ở. Tòa thành này rất cao, khắc họa trận pháp, toàn bộ tựa như được đúc từ kim loại màu đen, rất rộng rãi và cao lớn. Tên lừa đảo kia, đứng lại cho ta, đây là bảo cụ gì, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Mới vào cửa thành, Thạch Hạo đã nhìn thấy hai tên tu sĩ đang giựt nhau, không ngừng chiến đấu, trên người cả hai đều có máu chảy. Hắn cau mày, rối loạn đến thế luôn sao? Thạch Hạo mới đi không được bao xa lại nhìn thấy bên đường có tu sĩ đánh nhau, vận dụng bảo cụ để chiến đấu, rất nhanh một người bị đánh bay đầu, máu tươi vọt lên rất cao, thi thể không đầu vọt đến trước mặt hắn rồi ngã xuống. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên, phù phong thành thật sự quá rối loạn, mới vào thành thôi mà đã chứng kiến hai trận đánh nhau thế nhưng không có ai quản. Đồng thời khi hắn nhìn những người xung quanh thì phát hiện tất cả đều rất bình tĩnh, nhiều lắm cũng chỉ là nói vài câu chứ cũng không hề rối loạn hay hoảng sợ. Rõ ràng chuyện như vậy phát sinh không ít, không phải chuyện lớn lao gì. Người anh em, mua linh dược không, ta có một cây vô cùng đặc biệt, xưa nay chưa từng nhìn thấy. Có người đi tới gần nói nhỏ với Thạch Hạo, Thạch Hạo xoay người thì nhìn thấy một người đàn ông hiền lành, tay áo sắn lên, trên chân còn dính bùn đất giống như mới hái thuốc về đang rất căng thẳng. Người đi đan dược các thì không phải bán được giá cao hơn sao? Thạch Hạo nói, vừa nghe lời này, con mắt người đàn ông lập tức đỏ lên nói, tòa thành này đâu đâu cũng có trộm cướp, Giặc cỏ ác độc, ta lần trước bán một cây thuốc quý, kết quả bọn họ lại bảo chẳng qua chỉ là cây thuốc bình thường, trả cho ta một chút thù lao, ức hiếp người quá đáng. Thạch Hảo yên lặng, có chút đồng tình, đi theo ta, ta cho ngươi xem, lần này trong một khu di tích ta đào được một cây thuốc quý, vô cùng kỳ lạ, ta cũng không nhận ra. Hắn kéo Thạch Hảo vào một góc, lấy ra một cái túi, hé mở lộ ra một đoạn bào dược. Trong nháy mắt mùi thuốc nồng nặc, đồng thời phát ra ánh sáng trắng bạc và thánh khiết tựa như ánh trăng. Ánh mắt Thạch Hảo hơi ngưng lại, nghe mùi thơm, nhìn đoạn bào dược kia, bỗng chốc giật mình, đây không phải là thánh dược tiết nguyệt trong truyền thuyết sao. Đóa hoa trắng nõn sán lạn, to bằng nắm tay, tỏa ra dáng lành mông lung, tựa như một vầng mặt trăng trên trời, hương thơm làm tinh thần người ta sảng khoái, mùi thuốc nồng nặc đến kinh người. Ồ, có kỳ dược, ở nơi nào thế? Cách đó không xa có người người được sắc mặt khác thường nhìn về phía này. Như thế nào người anh em, cây thuốc này được chứ? Người đàn ông hỏi, lộ vẻ khao khát, sắc mặt thật thà và ngốc nghếch. Thạch hảo khá là giật mình, dĩ nhiên trên đường lại phát hiện một cây thánh dược, thực sự là vận may quá lớn. Nên biết dù là trong bí cảnh nguyên tiên cũng rất khó hái được người có mua không, nếu không thì ta đi. Người đàn ông vội vàng cột lại túi ra thú, sợ có chuyện chẳng lành. Mua chứ, chỉ là ta muốn biết tại sao ngươi lại bán cho ta. Phù phong thành quá rối loạn, kẻ ác quá nhiều, mà ta thấy ngươi tựa hồ vừa mới tới, sắc mặt hiền lành không giống người xấu. Lại để ta nhìn lại một chút, Thạch Hạo nói, lần này hắn vận dụng trùng đồng quan sát kỹ đoạn thánh dược kia, lập tức dùng mình, trong lòng cười gần. Người đàn ông kia nói đúng một chút, phù phong thành rồng rắn lẫn lộn, qua rối loạn bao gồm cả người trước mắt này, đoạn thánh dược được làm giả giống y như thật, có thể lừa được cả luyện dược sư. Ồ, thật sự có bảo dược, ở đây, chúng ta muốn. Có mấy người đi tới, anh bạn nhỏ còn muốn mua không, nếu không mua ta bán cho bọn họ à? Người đàn ông trung thực lộ vẻ khó khăn, người bán cho bọn họ đi, thạch hạo xoay người rời đi. Hắn cảm thấy sau này cũng không thể tin tưởng ai ở vùng đất rối loạn này, chẳng trách trên đường đi lại gặp một bọn buôn người, bởi vì bầu không khí thực sự quá tệ. Ngươi, người đàn ông há miệng lè lưỡi, vẻ mặt của mấy người khác cũng đột nhiên biến đổi. Nơi này có một cây thánh dược, các ngươi mua đi ta mua không nổi. Thạch hảo thật thà cười, hướng mọi người xung quanh hô lên, rồi nhanh chân rời đi. Đây không phải là người của kim dược đường sao, lại đi lừa gạt nữa rồi. Có người nhỏ giọng lầm bẩm ăn cướp, bỗng nhiên có người kêu to, điên cuồng đuổi theo một người ở phía trước, trên đường nhất thời rối loạn. Thạch hạo né qua, thản nhiên hất tay một người trung niên, đối phương lại lấy bảo thuật để lục lọi trộm đồ trên người hắn. Trời đánh mà, túi linh dược của ta đã bị mất đáng chết bao tay bằng xương dao của ta đâu có người nguyền rùa không ngừng mắng to rõ ràng đã trúng chiêu thạch hảo không biết nói gì nữa tên trộm vừa nãy tuyệt đối là một cao thủ thần hòa cảnh vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy quá kỳ hoa và cực phẩm mà hay là có thể nói cả tòa thành này đều kỳ dị như thế bầu không khí quá tệ tiến vào phù phong thành dọc theo đường đi thạch hảo toàn thấy cảnh hỗn loạn nơi này không có trật tự không có giảng buộc hỗn loạn không thể tả đột nhiên giữa bầu trời vang lên tiếng sấm sét đồng thời có tiếng bước chân gõ xuống tựa như chống trận đánh vào trong lòng mọi người làm cho máu chảy ngược tim phổi như muốn nứt ra mọi người kinh ngạc đến đờ ra bởi vì giữa bầu trời có hai con xích long lao xuống đây có loại khí thế quân lâm thiên hạ ngẩng đầu rít lên âm thanh chấn động đất trời chúng nó đáp xuống đất xuất hiện trên đường phố trong nháy mắt thu lại thân rồng hóa thành hai con ngựa cao to không chút lông tạp đỏ đậm như kim cương máu rất nhiều người hít hơi lạnh tiếng kinh hô vang lên đây là xích long câu của thư viện thần nhai thư viện thần nhai tổng cộng cũng chỉ có bốn năm con xích long câu mà thôi hôm nay vậy mà xuất hiện một lúc hai con loại thần câu này trong cơ thể có máu xích long là đời sau của chân long có thể nhanh như gió chấp là thú cưỡi cao cấp nhất trên đời là đặc trưng của thư viện thần nhai thư viện thần nhai nằm ở hỏa châu là một trong những đạo thống cao cấp nhất thế gian nơi đó có 10 vạn vách đá cổ nghe đồn là động phủ mộ đạo của chân tiên thời cổ đời này nơi đây trở thành cái nôi của một thư viện mạnh mẽ nơi đó có một ao huyết long, mỗi đời đều có thể thai ngén ra mấy con xích long câu, loại tỏa kỵ này một khi bồi dưỡng lớn lên sẽ khiến tu sĩ khắp thiên hạ đều đỏ mắt. Nó có thể bay lên mặt trời mặt trăng, cũng có thể dẫm lên ngôi sao, thực lực bản thân cũng đủ mạnh, một khi trưởng thành không yếu hơn chủ nhân, là một loại sinh linh vô cùng mạnh mẽ. Trên hai con long câu có một nam một nữ, màu cao lớn oai hùng, mặt giáp trụ bằng vàng dòng giống như một vị thần vương, khi thế kinh người, kèm theo phù văn và thần quang. Người đàn ông thật thần võ rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, người này tựa như một vị đế vương dáng trần, quá xuất chúng, người cùng thế hệ so với hắn liền giống như gà mái so với phượng hoàng. Mà trên một con xích long câu khác, cô gái kia vóc dáng tuyệt mỹ, tóc tím bay bay, mắt phượng, cũng mặc giáp trụ bằng vàng ròng, dạng người rực rỡ, nàng oai hùng hiên ngang, đẹp đẽ hiếm thấy. Đây cũng không phải là người đẹp yếu đuối, nàng có một luồng ánh khí, tựa như một vị nữ chiến thần, thân thể phát sáng, tóc xóa ngang vai, mắt phượng sâu lắng mà mộng ảo hai người này vừa nhìn chính là rồng phượng trong loài người, cả hai đều vô cùng xuất chúng, có khí chất siêu phàm. Đây là tuyệt đại thiên tiêu của thư viện thần nhai, bọn họ rốt cuộc đến rồi. Có người nhận ra thân phận của bọn họ, Thạch Hảo cũng nhìn ra hai người này hết sức phi phàm, trong có thể thai ngén chân huyết nguyên thủy, khẳng định là sơ đại siêu tuyệt thiên hạ, vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng không phải là việc khiến hắn kinh ngạc, thật sự hấp dẫn hắn chính là hắn nhìn thấy một cô gái quen thuộc xuất hiện ở nơi này đón tiếp hai người kia tất nhiên đây là hắn dùng trùng đồng mới thấy rõ bởi vì cô gái kia ẩn giấu chân thân, dung mạo hoàn mỹ, tựa như hằng nga không nhiễm chút bụi trần. Nguyệt Thiền, là nàng, lại xuất hiện ở đây. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn nàng nơi xa, người của Bổ Thiên giáo tới rồi sao? Có chuyện gì mà nghênh tiếp người của thư viện thần nhai? Tuy hiện tại Nguyệt Tiền cũng có diện mạo khuynh thành nhưng nàng vẫn chưa hề lộ ra hình dáng thật của mình, cũng chỉ có người có thiên nhãn, trùng đồng mới có thể nhìn thấu vẻ đẹp tuyệt thế của nàng, thế nhưng cả thế gian có mấy người như vậy. Hiển nhiên, nàng học được thần thuật tương tự như 72 phép biến hóa. Nàng thu lại dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân mặc quần áo màu vàng nhạt, thanh thân mà tao nhã, tuy không thể so với diện mạo tiên tử ngày xưa nhưng khí chất vẫn xuất chúng như trước. Từ tiêu huynh, tiểu địch tỷ, tha lỗi cho ta chậm trễ nghênh đón. Nguyệt thiền cười nhẹ, lúc này nàng rất thanh tú, tuy diện mạo không hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng rất quyến rũ. Mọi người vững tin, quả nhiên là hai thiên tài kiệt xuất của thư viện thần nhai đến rồi. Thanh niên trên xích long câu tên là Mục Tử Tiêu, hắn cao lớn oai hùng, Thần văn bảo vệ cơ thể, ánh sáng thần thánh tràn ngập, giáp trụ bằng vàng cũng bóng lưỡng, lấp lóe dáng lành, có một luồng khí thế ép người. Còn cô gái kia tên là Tà Tiểu Địch, cũng không phải là nhân tộc, con người màu tím óng ánh, lưu chuyển ánh sáng như mộng ảo, cô gái tựa như chiến thần này nghe nói là công chúa của một quốc gia cổ xưa nào đó, hiện nay tu hành ở thư viện thần nhai. Đây chính là Thanh Y muội muội đúng không? Tà Tiểu Địch mỉm cười, vóc người cao giáo nhảy xuống xích long câu, đứng trên mặt đất cao gần bằng thanh niên bình thường, trong vẻ đẹp đẽ lại có khí thế anh hùng chào thanh y muội muội mục tử tiêu cũng nhảy xuống long câu nụ cười ôn hòa nhưng cũng có loại uy nghiêm của vương giả xa xa thạch hạo kinh ngạc nguyệt thiền tại sao lại dùng tên giả trong tích tắc trong lòng hắn hơi động chẳng lẽ là thư thân nguyệt thiền đây chính là một vị kỳ tài khác của học viện thiên tiên có người nói mới gia nhập được một năm thiên tư xuất chúng là tỉ muội tốt nhất của phượng vũ có người nói ra lai lịch của thanh y đương nhiên ta biết nàng đến từ học viện thiên tiên xem dấu ấn trên tay áo nàng thì biết chỉ là không nghĩ đến nàng chính là Thanh Y, là có chuyện gì. Rất nhiều người kinh ngạc, Thanh Y là thiên tiêu mới xuất hiện của học viện thiên tiên, danh chấn Hỏa Châu, thiên tiên Châu, Côn Châu, là thiếu nữ kinh diễm nhất trong những năm gần đây của học viện này. Lúc này, Thạch Hảo đã tin chắc nàng chính là thư thân nguyện Thiền từng bái đường và động phòng với hắn. Bất ngờ gặp lại khiến sắc mặt của Thạch Hảo lộ vẻ khác thường, trong lòng dâng cảm xúc, thư thân Nguyệt Thiền không đi bổ thiên giáo mà lại lựa chọn một con đường khác. Rõ ràng là nàng sợ bị chủ thân diệt khẩu, dù sao ngày đó nàng kết hôn với thạch hảo ở dưới ánh trăng phong quang kiều diễm rất là mập mờ thạch hảo từng nhìn thấy thân thể trắng nõn của nàng phong tình vô hạn chủ thân biết những điều này hiểu rõ bọn họ có quan hệ xác thịt thứ thân nếu tùy ý trở về bổ thiên giáo rất có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm đồng thời thạch hảo cũng hiểu được vì sao lúc ở trong bí cảnh nguyên tiên chủ thân nhìn thấu thân phận của hắn nhưng không có lộ ra là vì sợ hắn ăn nói linh tinh nếu nói ra quan hệ với thư thân sẽ tổn hại đến hào quang thánh khiết và phong thái hoàn mỹ của tiên tử bổ thiên giáo khi nào phải mang theo thư thân nguyệt tiền đi đến gặp chủ thân một lần trong bóng tối thạch hạo cười khà khà không ngừng nếu gặp lại như vậy thì vẻ mặt và thần thái của chủ thân sẽ như thế nào đây thạch hạo không khỏi nở nụ cười gian đương nhiên hiện tại cũng chỉ nghĩ mà thôi ngay cả thư thân hắn vẫn chưa thể đi gặp nếu không sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thành y mục tử tiêu tà tiểu địch tiến vào một tòa phủ đệ hiển nhiên là có việc thương lượng, xung quanh bọn họ có mấy người với khí thế mạnh mẽ ẩn thân bảo vệ. Ta biết họ muốn bàn về chuyện gì, có người nói, hả, nói nghe chút coi, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, muốn biệt kiệt xuất của hai đại thư viện vì sao gặp nhau. Nhất định là vì hỏa diễm đại xích thiên, cái gì, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, đó là một loại hỏa diễm xếp hạng đầu, dựa vào thứ này để nhen nhóm, sau khi phá tan trí tôn cảnh có thể thực hiện tiến hóa hoàn mỹ, căn cơ vững chắc, sức chiến đấu kinh thế. Cùng ở thần hòa cảnh, những tu sĩ được bồi dưỡng từ đại xích thiên hỏa thì đánh đầu thắng đó chinh phạt thế gian khó có đối thủ đại xích thiên hỏa tên của nó đã nói lên tất cả thời cổ ba chữ đại xích thiên cũng là truyền thuyết nằm tựa thần sơn không thể lay động hỏa diễm lấy nó làm tên tự nhiên siêu thoát khỏi thế gian từ xưa tới nay không có mấy người đạt được là một trong những bảo hỏa mạnh nhất nó cũng giống như thiên đường điểm chỉ có thể gặp mà không thể cầu nghe nói học viện tiên tiên có manh mối của đại xích thiên hỏa nên người của thần nhai đã rung động và cử đích thân hai thiên kiêu tuyệt đại tới để đàm phán hồng nhận được loại hỏa diễm kia. Trên thực tế, báu vật thần diễm trên thế gian có một ít, nhưng cũng không phải mỗi một loại đều thích hợp tu sĩ, mà đại xích thiên hỏa lại là thứ mà đạo thống thần nhai cần nhất. Bởi vì trong mười vạn vách đá cổ có một hồ xích long, thai ngén ra chân long xích huyết ẩn chứa vô tận huyền bí. Người kinh diễm nhất trong thư viện mới có tư cách ngâm mình trong hồ để gột rửa, vì vậy mà nắm giữ một ít năng lực và biến hóa của xích long. Mà đại xích thiên hỏa lại rất hợp với thứ này, nếu có thể đạt được thì như hổ thêm cánh, như rồng vào biển, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, có thể sinh ra lột xác và tiến hóa kinh người nhất. Vì vậy lần này thư viện thần nhai gấp rút đến phù phong thành để bàn bạc với người của học viện tiên tiên, đồng ý trả giá khổng lồ để đạt được manh mối bảo hỏa. Phù phong thành nằm ở hỏa châu, giáp với tiên tiên châu, côn châu, gần với mấy thư viện lớn, các đạo thống lớn đều thiết lập phủ đệ ở đây, căn cơ rất mạnh. Trời ạ, à, đại xích thiên hòa lại muốn hiện ra trên đời, thật sự sẽ tạo nên một đôi thiên kiêu vô địch sao? sau khi hiểu rõ thì mọi người sợ hãi than hiện tại hai đại kỳ tài của thần nhai là mục từ tiêu và tà tiểu địch đích thân tới tự nhiên là thứ mà bọn họ cần nhất cộng thêm nhân vật cấp cao nhất có ý định dốc hết khả năng để bồi dưỡng đại sích thiên hỏa từ xưa đến nay chỉ xuất hiện mấy lần rất khó tìm kiếm chỉ cần có một chút manh mối thư viện thần nhai chắc chắn sẽ không bỏ qua hai thiên tài tuyệt thế của thần nhai đang chuẩn bị muốn bằng phong thái mạnh mẽ ninh tiếp đại chiến trăm sông tụ biển của ba ngàn châu nói không chừng bọn họ có thể đè ép cường giả các tộc có người khẽ nói ra nguyên nhân thật sự, nếu có thể đạt được đại xích thiên hỏa mang vào địa điểm quyết chiến, bọn họ có thể nhanh chóng đột phá ở trong di tích tiên cổ, hai người có thể xây dựng nền tảng mạnh nhất dưới đại đạo, trong quyết đấu quy mô lớn với thiên tài của vô số chủng tộc, ai cùng tranh hùng. Có tin tức truyền ra, chiến trường cuối cùng có quan hệ với kỷ nguyên tiên cổ, nếu không thì sao các giáo làm lớn chuyện làm gì, nơi đó có cơ duyên lớn đến mức không tưởng tượng được. Không được vượt qua tôn giả cảnh, xem như là viên đá chặn đường, nhưng sau khi tiến vào thì sẽ không có nhiều hạn chế như thế nữa các tộc đều đang chuẩn bị đều muốn đệ tử của mình một bước lên trời dù không thể giành chiến thắng cuối cùng nhưng cũng phải có thể tự vệ lấy được vận may lớn rất rõ ràng không chỉ có thần nhai đang chuẩn bị mà các đạo thống khác cũng đều như vậy một ít sơ đại đều áp chế cảnh giới của mình chờ sau khi tiến vào thì mới đột phá chỉ là thần nhai khá may mắn bất ngờ biết được đại thiên xích hỏa thạch hảo nghe thế thì không khỏi nhíu mày hắn không muốn bỏ qua vì vậy cũng phải bắt đầu chuẩn bị học viện thiên tiên đưa ra điều kiện gì, dù sao đại xích thiên hỏa quá mức kinh người, có manh mối thì làm sao có thể giao dịch với người khác chứ, đời nào khiến đối thủ cạnh tranh mạnh hơn chứ. Tất nhiên là cần thư có giá trị tương đương để trao đổi. Có người than thở nói ra tên của một loại vật chất, kết quả khiến tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Tiên kim bảy màu, lòng tham của học viện thiên tiên thật lớn mà, lại muốn loại đồ vật trong truyền thuyết này, ai có thể lấy ra. Rất nhiều người đều biết, phượng vũ của học viên thiên tiên am hiểu dùng tiễn, đương nhiên không phải dùng cung lớn để bắn mà là phối hợp với bảo thuật của nàng mà bắn ra trực tiếp, có thể làm dung chuyển trời đất. Hiển nhiên đây là sự chuẩn bị mà học viện tiên tiên dành cho nàng, lấy tiên kim quý giá nhất thế gian tế luyện ra binh khí vô thượng cho nàng. Đều nói, tiên kim bảy màu là bảy loại tiên liệu phối hợp với nhau, một khi hợp sử dụng cùng với nhau thì uy năng vô địch. Nếu là dựa vào nó để chế tạo bảy mũi tên, lúc binh khí vô thượng lấp lánh bảy loại ánh sáng này vừa ra thì quả thật có thể khiến trời long đất lở, ai dám cùng so tài ít nhất trong đồng đại chắc chắn khó có đối thủ mọi người biết được lão viện trường của học viên thiên tiên là một vị đại sư chế tạo bảo cụ có thể vì nàng rèn ra binh khí kinh diễm nhất tin động trời thư viện thần nhai và học viên thiên tiên đã đạt được thỏa thuận ban đầu có thể tiến hành trao đổi cái gì đại xích thiên hỏa và tiên kim đều muốn xuất thế sao mọi người chấn động chỉ vừa thương lượng được có một canh giờ mà lại có thể có đột phá quan trọng như vậy vượt khỏi dự đoán của mọi người sau nửa giờ quảng trường trung tâm phù phong thành ánh sáng rực rỡ Phượng Vũ của Học viện Tiên Tiên đã đến, tiến vào phủ đệ kia và tiến hành trao đổi. Sau đó không lâu, bụi bặm lắng xuống, hai đại giáo bước đầu đạt được thỏa thuận theo nhu cầu mỗi bên. Chỉ là Học viện thiên Tiên cung cấp manh mối chỉ về hướng một chỗ di tích, nơi đó vô cùng nguy hiểm, có thể đạt được đại thiên xích hỏa hay không cũng khó nói. Mà thư viện thần nhai cũng chỉ là cho một khối khoáng thạch rất nhỏ mà thôi, lấy từ bên trong di tích của thư viện, chỉ có một bộ phận tiên kim bảy màu, không đủ để chế tạo bảy mũi tên. Điều này khiến người ta ngờ vực, đây là hòa mù hai bên thả ra hay là chơi nhau, không muốn giữ bí mật của đối phương, vì sao lại lộ nhanh như vậy? Thạch Hạo suy nghĩ, xem ra hắn cần nỗ lực hơn, đại chiến ba ngàn châu trong tương lai sẽ đáng sợ hơn hắn tưởng, cường giả xuất hiện lớp lớp, thủ đoạn đều rất kinh người. Hỗn độn diễm, thật sự tồn tại trên thế gian ở Hòa Châu sao? Hắn khẽ nói, nghĩ đến tin tức bí ẩn đạt được trong miệng mấy tên giặc cỏ, rơi vào trầm tư. Sau đó không lâu có một tin tức truyền ra, học viện thiên tiên treo giải thưởng cho tất cả đoàn lính đánh thuê và tán tu, Bọn họ cung cấp địa chỉ của mấy cấm địa lớn, ai có thể tìm thấy bên trong có tiên kim bảy màu hay không thì sẽ có hậu tạ. Vị trí tiên kim sẽ có dị tượng bí ẩn, không cần mọi người tự tay đào, bởi vì đó chính là tuyệt địa, cửu tử nhất sinh cũng khó có thể lấy được, nếu không xưa nay vì sao mới đào tiên kim bảy màu được mấy lần. Học viện Thiên Tiên chỉ cần mọi người cung cấp chứng cứ và manh mối chính xác, nơi nào có tiên kim bảy màu là được rồi. Bọn họ đồng ý trả thù lao ra sao? Có người hỏi, bọn họ cung cấp nước hồ, có thể ngâm trong đó một ngày một đêm. Vậy không phải quá hẹp hòi sao?" Rất nhiều người lắc đầu, quả thực khó có thể tin, càng không thể tiếp thu. Là hồ nước có trồng thần Liên độ kiếp, một người bổ sung, nghe câu này tất cả âm thanh bất mãn đều biến mất, khắp nơi chỉ còn tiếng kinh ngạc còn có tiếng nuốt nước miếng. Thần Liên độ kiếp thật sự là thần dược, nó có thể tái tạo huyết nhục, có thể khiến người ta đột phá bình cảnh, vượt ải thành công, nó một khi trưởng thành thì lá và hoa sẽ tan chảy bên trong hồ hóa thành bảo dịch thần thánh, chỉ để lại rễ cây sống lại. Đây là đồ vật nghịch thiên toàn bộ thượng giới nghe nói chỉ có một cây ở học viện thiên tiên dù là thiên thần của các giáo đều đỏ mắt nhìn chằm chằm không tha thạch hạo nghe nói mà tim đập thình thịch bởi vì trong tay hắn có một quả thần kim bồ quả vẫn không dám dùng mà cần phải có thần dược trợ giúp học viện thiên tiên có thứ này sao hắn nhẹ giọng lầm bầm kim bồ quả là loại quả vô cùng thần bí trong trời đất có thần hiệu phi phàm nhưng đáng tiếc chỉ có vài loại sinh linh mới có thể ăn, đối với các chủng tộc khác thì chỉ có bào chế rút ra một ít tinh hoa rồi phối hợp cùng các loại bảo dược khác mới có thể ăn, lãng phí hết 9 phần 10. Ta nếu có thể ăn vào cả một quả thì có thể nhiều hơn một đòn sát thủ nữa. Thạch Hảo khẽ nói, hắn đã ăn gần 300 cây huyết hồn thảo mới có thể có được miễn dịch pháp lực trong chốc lát, lúc đối địch có được hiệu quả đáng sợ, trước mắt hắn có khả năng giết được thần linh. Nhưng mà loại năng lực này sẽ suy giảm cho đến biến mất khi cảnh giới tăng lên. Sẽ có một ngày, một khi hắn nhen nhóm thần hòa loại năng lực này sẽ không tăng theo mà vẫn duy trì trạng thái vốn có cảnh giới của hắn càng cao thì hiển nhiên sẽ càng vô dụng nghe đồn chỉ có kim bồ quả mới có thể để cho loại năng lực này tiến hóa cùng với bản thân giống như vượn ma ở bình nguyên màu máu kia một khi có thể đạt được kim bồ quả sẽ thay đổi tất cả trở thành một loại sinh linh khác sinh ra sự lột xác căn bản loại năng lực này nếu có thể duy trì lâu dài cùng trưởng thành với ta thì nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ thạch hạo rất chờ mong nhưng mà để cho hắn đau đầu là kim bồ quả quá bá đạo, nhân tộc không thể chịu đựng được, xung đột với thể chất, vì vậy hắn mới có chú ý tới thần liên độ kiếp. Nhất định phải nghĩ biện pháp ăn vào kim bồ quả, được như vậy thì lúc đại chiến tiên tài ba ngàn châu, bọn họ tuy có hậu chiêu nhưng ta cũng nhiều hơn một loại chiêu thức sát thủ. Khi nãy lúc nghe được những thứ nghịch tiên như đại xích thiên hỏa, tiên kim bảy màu xuất hiện thì hắn liền không dám sơ ý, tuyệt đối không thể xem thường bất cứ ai, nếu không chắc chắn gặp nạn. Anh bạn nhỏ, muốn tham gia vào đoàn lính đánh thuê ma phong không? chúng ta cùng nhau tìm kiếm tiên kim bảy màu đúng lúc này có người mời chào thạch hạo xoay người thì thấy một ông già mang theo nụ cười thân thiện nhiệt tình mời hắn gia nhập vào đoàn hắn nghĩ kỹ rồi lập tức từ chối bởi vì người trong thành phủ phong qua hiếm thấy không nói tất cả đều là xấu xa nhưng cũng không thiếu kẻ giả dối và nguy hiểm phần lớn mọi người đều mang tiếng trộm cướp cả quả nhiên mới vừa xoay người thì ông lão kia liền lẩm bẩm bia đỡ đạn không đủ rồi khó tìm quá thạch hạo mặt đen thui rất muốn quay lại đập hắn một trận mình giống như bia đỡ đạn lắm sao từ khi bước vào vùng đất này hắn phát hiện mình liên tiếp gặp phải toàn loại vô lại nói tóm lại đây là mảnh đất rối loạn rất ít có người tốt đương nhiên nghĩ lại thì toán giặc cò cũng rất đáng yêu lừa tới gạt lui dựa vào thủ đoạn tiêm ăn một ít cấm địa mà học viện tiên tiên công bố đều ở hòa châu nghi ngờ có tiên kim bảy màu chỉ cần có người có thể tìm được chứng cứ chính xác liền có cơ hội ngâm mình trong ao có chồng thần liên độ kiếp một ngày một đêm bởi vì học viện thiên tiên có mạnh đến đâu cũng không cách nào mỗi một người đều đi vào tìm kiếm, bởi vì những tấm địa kia quá nguy hiểm, thiệt hại sẽ rất lớn, chỉ có xác định chính xác được nơi đó rồi tập trung lực lượng thăm dò thì mới là an toàn nhất. Hỏa châu sản xuất nhiều thần kim, có nhiều loại thiên tài địa bảo, đều là tài liệu luyện khí tuyệt phẩm, vì vậy các đại giáo ở thượng giới mới tranh giành chiếm cứ địa bàn. Hỏa châu rộng lớn chia làm nhiều khu vực, khoáng sản phong phú. Cũng chính vì vậy mà lời đồn nơi này có tiên kim trong truyền thuyết từ xưa đến nay chưa từng dứt đồng thời hỏa châu cũng có một nơi kỳ lạ thường xuyên có hỏa diễm từ lòng đất bất ngờ phụt lên đốt cháy mọi thứ tạo nên không ít chuyện thần bí mà cũng chính vì vậy mới có những câu chuyện về mấy cấm địa lớn mọi người tin chắc hỏa châu tuyệt đối có bí mật động trời chỉ là rất khó dò xét hết được mà thôi quả nhiên rất nhiều đoàn lính đánh thuê tán tu đều nhanh chóng đến khu vực bên ngoài những cấm địa kia để dò xét manh mối muốn lấy thật nhiều thù lao ra cò tán tu, tuy rằng hung tàn thế nhưng cũng biết có nhiều nơi chỉ được thăm dò từ xa chứ không thể tiến vào, nếu không chết chắc. Có cấm địa còn tàn trận tiên cổ, đã từng vây giết qua lão giáo chủ, có nơi lại giống như biển mê thất, sau khi tiến vào sẽ lạc mất hồn phách, kỳ lạ khó hiểu. Phù phong thành tương bừng náo nhiệt, từng nhóm người xuất phát biến mất ở phương xa. Thạch hảo cũng rời đi, hắn muốn tìm một địa phương yên tĩnh để dưỡng thương cho khỏi hẳn rồi tính tiếp. Đại thảo nguyên bao la bát ngát thế nhưng cũng không phải đều là bãi cỏ, hắn bay được mấy ngàn dặm thì phát hiện một vùng núi, muốn ở đây bế quan thế nhưng mới tới gần thì một luồng ngọn lửa màu trắng liền vọt lên. Điều này làm cho hắn nghiêm nghị hẳn, chẳng trách nghe đồn có thần linh tự cháy, chết oan, một vài chỗ ở Hỏa Châu cũng thật là nguy hiểm. Cuối cùng hắn tìm được một ngôi làng có hàng rào bao quanh, đang sinh sống mấy trăm gia đình, muốn ở lại nơi này bởi vì nơi có người ở chắc chắn sẽ không phải là hiểm địa. Kết quả vừa mới tiến đến liền bị các loại kiểm tra, người trong làng hoàn toàn xem hắn như là một tên ác ôn. Đối với chuyện này hắn cũng có thể hiểu được, trên vùng đất này giặc cỏ quá nhiều, hắn mới tới không lâu mà đã gặp được rất nhiều chuyện lạ. Cuối cùng, Thạch Hạo đưa ra một khối thần liệu mới được phép ở lại. Hắn ở lì trong phòng, tốn 5 ngày mới chữa khỏi vết thương, chủ yếu là nhờ tác dụng của hạt bảo đan mà không cầu kỳ đưa hắn ăn, nếu không chắc còn lâu. Việc này khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, với thể chất của hắn mà thân thể cũng bị hủy hoại đến mức này, có thể thấy được thủ đoạn của thiên nhân tộc, sau khi phong ấn tu vi lại lấy hung kiếm làm thương tổn đến nhiều chỗ yếu hại và sinh cơ trong thân thể. Thạch Hạo đứng dậy, lặng yên thể ngô, cảm giác đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mới quyết định đi tới một chỗ cấm địa. Hắn muốn đi xem một chút chỗ đó đến cùng có hay không hỗn độn diễm, trong lòng hắn ước ao, chỉ là không biết biết manh mới mà những giặc cò kia đạt được có chuẩn xác hay không. Dọc đường đi hắn thấy rất nhiều sinh linh đủ trùng tộc lui tới trên mặt đất Hỏa Châu. Trên đường hắn cũng thấy một vài mỏ quặng lâu năm dâng lên khí lành, tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là có thần liệu hy thế, đáng tiếc đều bị một số đại giáo chiếm đóng. Cuối cùng hắn hạ xuống trước một khe nước lớn rất tịch mịch, trống trơn, bởi vì nó quá rộng lớn, tới hơn vạn dặm. Giống như là từ trên mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống tạo nên một hẻm núi lớn đen kịt và sâu hun hút, nói là vực sâu cũng không quá chút nào. Thạch Hạo nhíu mày, nơi này rất kỳ lạ, phía dưới có hỗn độn hỏa sao? Hắn hơi do dự, rõ ràng có thể nhìn thấy xung quanh khe nứt từng bị nóng chảy hình thành ánh sáng lộng lẫy như lưu ly, li tất nhiên thỉnh thoảng cũng có những ngọn lửa phụt lên từ lòng đất. Hắn lấy lò luyện đan ra, mặc giáp trụ rách nát vào, công tác bảo vệ đầy đủ, thực sự không được thì lập tức trốn. Sau đó hắn lao xuống tiến vào vực sâu, ánh sáng càng lúc càng mờ cuối cùng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón đồng thời cũng không có một chút âm thanh nào. Nơi như thế này khiến người ta sợ hãi, phảng phất như tiến vào trong vũ trụ cô quạnh, không cảm giác được chút khí tức sinh mệnh nào. Thạch Hào tàn ra thần thức đồng thời lấy trùng đồng ra quan sát cảnh tượng xung quanh. Quá sâu rồi, hắn đã lao xuống được mấy chục dặm mà còn chưa tới nơi, mãi đến hơn trăm dặm rốt cuộc mới nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ, đây là một khu phế tích. Điều này khiến Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng, lòng đất sâu như thế làm sao có gạch vụn, ngày xưa nơi này có người ở sao? Hơn nữa nơi này còn rất rộng lớn. Đá tàng sắt vụn, cùng một chút vết tích còn sót lại nói lên năm đó nơi này có một khu kiến trúc rộng mênh mông. Ồ, không đúng, những thứ đồ này gần đây mới xuất hiện. Thạch hạo sau khi thăm dò một khu vực lớn cuối cùng ngừng lại, các loại gạch vụn, đá tảng, sắt vụn tuy rằng loang lỗ phong cách cổ xưa thế nhưng còn dính đất mới, những thứ này tựa như từ trong tâm lòng đất sông lên. Sắc mặt hắn khác thường, cầm trùng đồng trong tay, vận chuyển pháp lực toàn thân đồng thời tản ra thần thức, bắt đầu tra xét lại từ đầu. Không thể không nói khu vực này rất rộng, thạch khảo thăm dò một ngày một đêm, vững tin vực sâu có gì đó quái lạ, rất nhiều đá tảng, di tích, từ nơi sâu trong lòng đất cuồn cuộn trào lên. Bỗng nhiên hắn dùng mình, cảm giác được chuyện khác thường, dưới đáy vực sâu xuất hiện một tia sương mù. Khí hỗn độn, Thạch Hạo giật mình sau đó lông tơ dựng đứng, lẽ nào hỗn độn diễm thật sự xuất hiện ở nơi này? Hắn cầm lò luyện đan trong tay, âm thầm cân nhắc, cũng không chắc có thể lấy được ngọn lửa này. Sau đó vực sâu phát sáng, mặt đất càng là nứt ra, một luồng sức mạnh không tên đang chấn động, một ít gạch vụn, đá tảng từ nơi sâu dưới nền đất cuồn cuộn lao tới. Quả nhiên, Thạch Hạo lầm bẩm, vết nước kia càng lúc càng lớn, có ánh sáng tỏa ra, Thạch Hạo hơi căng thẳng và chờ mong, sau đó không lâu hắn phát hiện các loại gạch vụn, Đá tảng không còn dâng lên phế tích nữa, chỉ có vết nứt ngày càng lớn. Đó là một quần thể cung điện dưới lòng đất, Thạch Hạo khiếp sợ, xuyên qua khe nứt lớn hắn nhìn thấy một loạt cung điện đáng phát sáng dưới lòng đất, đương nhiên đã bị hủy hoại, nằm ở nơi sâu trong lòng đất, từng tia khí hỗn độn tràn ra. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận phòng ngự, chờ rất lâu cũng không có chuyện khác thường gì cuối cùng cắn răng dọc theo khe lớn bay xuống. Đây là một quần thể cung điện hùng vĩ dưới lòng đất cũng có thể gọi là một tòa thành dưới lòng đất nếu không ở dưới lòng đất nó chỉ là một tòa thành lớn sụp đổ, cổ xưa mà trống vắng, vô tận năm tháng trôi qua vẫn có một chút phù văn rách nát đang phát sáng. Thạch hảo không hưng thu với những thứ này, hắn chỉ trông ngóng về nơi có khí hỗn độn tràn ngập. Đó là cái gì? Hắn thất kinh, bên trong phía tích có một tòa đạo đài lớn tựa như núi cao, trên mặt dọc ngang vài thứ tỏa ra khí hỗn độn. Hắn tản ra thần thức, điều khiển trùng đồng tỉ mỉ quan sát, càng lúc càng kinh hãi. Ngang trên đạo đài to như núi kia có chín bộ khung xương khổng lồ sáng lóng lánh, phóng thích khí thức bất hủ, phù văn nằm dày đặc, cực kỳ giống chân long. Đây là thi thể của rồng à? Thạch Hạo không biết, làm cho hắn sợ hãi nhất là, sau chín bộ khung xương khổng lồ là một quan tài lớn bằng đồng, phủ đầy gì đồng xanh loang lổ, phảng phất chịu đựng tang thương từ năm tháng vạn cổ. Quan tài này rất lớn, nắp quan tài mở ra một góc, khí hỗn độn chính là tràn ra từ bên trong. Thạch Hạo sợ hãi, luôn cảm thấy nơi này thần bí rất không giống bình thường, nhìn thấy quan tài này tim hắn đập nhanh hơn. Còn có một cái xuyên qua nắp quan tài hé mở hắn thấy rõ bên trong còn có một quan tài nhỏ hơn, cũng bằng đồng, cũng cổ xưa, khí hỗn độn từ đây tràn ra ngoài. Nói là quan tài nhỏ nhưng cũng đủ để chứa một người. Đây là ai mà mai táng ở đây? Trong lòng thạch hạo nghi hoặc, lẽ nào hỗn độn diễm ở trong quan tài nhỏ kia? Hắn nghi ngờ không dứt, đây là nơi nào, sao lại có quan tài đồng kỳ lạ như thế, đến cùng là bí mật động trời gì? Đến đây là hết tập 153 của Bộ Thế Giới Hoàn Mỹ, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé!